Xin chào anh em nha. Hôm nay mình lại tiếp tục vào lòng hồ Trị An câu cá anh em ơi. Hôm nay mình mang cám Long Gia Fitchin để đi test mồi nha anh em. Thì hôm nay mình đánh bài cám số 3 nha. Cám thiên nhiên anh em. Cám tổng hợp thiên nhiên nha. Hôm nay mình đánh ở vị trí này nha anh em. Thì cập nhật cho anh em luôn. Thì hôm nay nước Trị An đang rút là khá mạnh đây nha. Đó, hôm nay vị trí mình câu ở đây nha. Nước rất là đẹp, im trong ao luôn nha. Không biết cá mắm thế nào. Thì vẫn như mọi khi thôi, mình vẫn đánh cây cần 3m6 5h của mình nhé. Đó, và cộng thêm bài mồi cám số 3 của Long Gia Fitchin tổng hợp cá tự nhiên nha. Rồi công tác chuẩn bị đã xong thì mình ngồi đây chờ cá cắn câu rồi giật cho anh em xem nhé. Lâu đóng một phát thôi, cần gì đóng nhiều. Lên hao. Lâu đóng phát thôi, cần gì đóng nhiều. Chép, chép. Sáng nó ủi tâm ở đó vào rồi, đến giờ là nó ăn rồi. Rồi, vớt được rồi đó. Ê, đóng cẩn thận, vướng đóng mang cả. Giật ngay mang tay. Lên tiếp rồi anh em ơi. Cắm Long Gia Fitchin ghi bàn nha anh em. Cám tổng hợp tự nhiên lên chép nè. Chạy không biết. Lên chép anh em. Xin chào anh em nha. Anh em ơi, chắc có lẽ mình phải về sớm rồi anh em ơi. Tại vì có việc gia đình đột xuất đó anh em. Rất là tiếc anh em ơi, mình mới vào có hơn tiếng mà mới đánh vài cặp mồi đó lên được một con hàng rồi anh em. Và bây giờ cá anh em xem nè, nó cá đang vào tim rất là nhiều anh em. Mới xả mồi á mà cá vào tim rất nhiều, nhưng mà rất là tiếc. Bao cá luôn anh em ơi. Ôi đó, thấy giờ đây. Đây anh em. Chạy đi đâu con trai dãy hoài. Đây anh em. Mới có hơn tiếng mà được một con này anh em. Tâm vào còn rất nhiều. Rất là tiếc anh em. Thôi hẹn anh em một dịp nào đó gần nhất mình sẽ quay lại đây săn hàng nha anh em. Thôi clip mình cũng xin kết thúc ở đây. Thì anh em có yêu quý mình thì hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn anh em vào clip sau. Bye bye.